Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Tổng hợp các mức phạt vi phạm liên quan đến sổ đỏ từ mùng 4 tháng 10 năm 2024. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123 năm 2024 quy định về việc xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai năm 2024. Hãy cùng Luật Việt Nam tổng hợp 5 mức phạt liên quan đến sổ đỏ từ ngày 4 tháng 10 năm 2024 đáng chú ý ngay trong video dưới đây. 1. Mức phạt không đăng ký đất đai khi làm sổ lần đầu. Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất là nghĩa vụ bắt buộc mà người sử dụng đất phải thực hiện. Hiện nay, mức phạt cho hành vi không thực hiện đăng ký đất đai khi làm sổ lần đầu được quy định tại Điều 16, Nghị định 123 năm 2024 như sau. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại các điểm A, B và C, khoản 1, Điều 132 Luật Đất đai. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. Theo đó, nếu người dân cố tình sử dụng đất kể từ mùng 4 tháng 10 năm 2024 mà không thực hiện đăng ký đất lần đầu sẽ bị phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng và buộc phải thực hiện việc đăng ký đất lần đầu theo đúng quy định. Mặc dù không thực hiện đăng ký là vi phạm, tuy nhiên không phải mọi trường hợp đều có quy chế xử phạt. Theo đó, hiện nay, 3 trường hợp sau nếu không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng gồm đất vẫn đang sử dụng nhưng chưa đăng ký, đất được nhà nước giao và cho thuê để sử dụng, đất được nhà nước giao để quản lý mà chưa thực hiện đăng ký. 2. Mức phạt chậm sang tên sổ đỏ từ mùng 4 tháng 10 năm 2024. Hiện nay, theo khoản 2, khoản 3, điều 16, Nghị định 123 năm 2024, Nghị định Chính phủ, mức phạt đối với hành vi chậm đăng ký biến động sau khi đã thực hiện công chứng nhà đất lên tới 6 triệu đồng và buộc thực hiện việc đăng ký biến động đối với thửa đất. Cụ thể, mức phạt được quy định như sau. 2. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm A, B, I, K, L, M và Q, khoản 1, điều 133 Luật Đất đai. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. Lưu ý, mức phạt trên là mức phạt đối với cá nhân. Trường hợp hành vi vi phạm là do tổ chức thực hiện sẽ bị phạt mức tiền gấp 2 lần mức phạt với cá nhân. Theo quy định hiện hành, trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm công chứng hợp đồng chuyển nhượng, người dân bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký sang tên và nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. Việc đăng ký biến động và nộp thuế là bắt buộc bởi người sử dụng đất buộc phải hoàn thành xong hai việc trên thì mới được văn phòng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trả lại giấy chứng nhận. Bên cạnh mức phạt chậm đăng ký biến động, người sử dụng đất còn có thể bị phạt tới 25 triệu đồng vì chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 13, Nghị định 124 năm 2020 của Chính phủ. Cụ thể, nếu người sử dụng đất chậm nộp quá thời hạn từ 1 đến 30 ngày thì sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Nếu chậm nộp quá thời hạn từ 31 đến 60 ngày thì sẽ bị phạt từ 5 đến 8 triệu đồng. Trường hợp chậm nộp quá thời hạn từ 61 đến 90 ngày hoặc quá 91 ngày nhưng không phát sinh thêm thuế thì sẽ bị phạt từ 8 đến 15 triệu đồng. Còn nếu chậm nộp quá hạn trên 90 ngày thì sẽ bị xử phạt từ 15 đến 25 triệu đồng tùy vào mức độ vi phạm. Đối tượng bị phạt chậm sang tên sổ đỏ là bên mua hoặc bên nhận tặng cho bất động sản. 3. Cố tình chuyển nhượng đất không sổ đỏ. Từ ngày 4 tháng 10 năm 2024, đối với hành vi cố tình chuyển nhượng dù nhà đất không có sổ, cá nhân thực hiện hành vi sẽ bị phạt hành chính từ 30 đến 50 triệu đồng và buộc bên mua phải trả lại đất, hợp đồng mua bán bị vô hiệu, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, buộc phải thực hiện việc đăng ký đất đai với trường hợp đất đủ điều kiện cấp sổ. Trường hợp bên bán là tổ chức đã giải thể, phá sản hoặc là cá nhân nhưng đã chết, không có người thừa kế, chuyển đi nơi khác và cũng không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Bên mua phải thực hiện toàn bộ các biện pháp khắc phục hậu quả mà bên bán gây ra và buộc phải thực hiện đăng ký đất đai đối với mảnh đất đó. Lưu ý, mức phạt trên là mức phạt đối với cá nhân. Nếu đối tượng thực hiện hành vi vi phạm là tổ chức thì sẽ bị phạt từ 60 đến 100 triệu đồng và buộc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả. Theo quy định tại khoản 1, điều 45 Luật Đất đai năm 2024, cần phải đạt đủ 5 điều kiện sau thì đất mới được phép mua bán. Điều kiện 1. Có đầy đủ giấy chứng nhận. Điều kiện 2. Đất không dính tranh chấp, hoặc nếu có tranh chấp thì cũng đã được giải quyết, có bản án, quyết định của tòa hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực. Điều kiện 3. Đất không bị kê biên hoặc bị áp dụng các biện pháp khác để đảm bảo thi hành án. Điều kiện 4.
vẫn còn trong thời hạn sử dụng đất. Điều kiện 5, đất không bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Có thể thấy là điều kiện đất phải có sổ là một trong những điều kiện được liệt kê đầu tiên trong 5 điều kiện bắt buộc để đất được chuyển nhượng. Tuy nhiên, vẫn có 2 trường hợp sau, dù không có sổ thì người sử dụng đất vẫn được quyền bán đất theo điểm A, khoản 1, điều 45, Luật Đất đai năm 2024 bao gồm. Trường hợp 1, thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền sử dụng đất. Trường hợp 2, trường hợp được quy định tại khoản 7, điều 124, điểm A, khoản 4, điều 127, Luật Đất đai năm 2024 gồm tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp sổ nhưng đủ điều kiện được cấp thì được thực hiện chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Như vậy, nếu không thuộc một trong 2 trường hợp trên thì bên bán không có quyền bán nhà đất đó vì đất thiếu sổ thì không đủ điều kiện để chuyển nhượng. 4. Nâng mức phạt khi tự ý sửa thông tin trên sổ đỏ. Nhiều người dân thấy trên giấy chứng nhận có sai sót không quay lại văn phòng đăng ký đất để thực hiện đính chính sổ mà lại tự ý sửa lại thông tin trên sổ vì ngại mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, từ mùng 4 tháng 10 năm 2024, hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận sẽ bị phạt hành chính từ 2 đến 5 triệu đồng và bị tịch thu giấy chứng nhận đã sửa chữa, tẩy xóa đó theo quy định tại khoản 1, khoản 4, điều 27, nghị định 123. Còn trường hợp cố tình tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung trên sổ để thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, gian dối mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người thực hiện hành vi này bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng và sẽ bị tịch thu giấy chứng nhận. 5. Mức phạt khi dùng sổ giả đi mua bán nhà đất. Tùy vào tính chất và mức độ vi phạm của hành vi sử dụng sổ giả để giao dịch, người thực hiện hành vi vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp xử lý vi phạm hành chính, theo quy định tại khoản 3, điều 27, Nghị định 123 năm 2024, Nghị định Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả khi thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, nếu hành vi sử dụng sổ đỏ giả để chuyển nhượng nhà đất mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người vi phạm bị phạt tối đa 20 triệu đồng. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tịch thu giấy tờ giả đã sử dụng và hủy bỏ toàn bộ kết quả thủ tục đăng ký biến động sử dụng hồ sơ giả khi chuyển nhượng. Trường hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì xem xét trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, nếu sử dụng sổ đỏ giả mua bán nhà đất mà thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giá trị tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, thì tùy theo kết luận điều tra mà khung hình phạt cao nhất sẽ là tù chung thân. Cụ thể, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt như sau. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. B. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 1 điều này. C. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Trên đây là tổng hợp các mức phạt vi phạm liên quan đến sổ đỏ từ ngày 4 tháng 10 năm 2024 mà Luật Việt Nam cập nhật đến quý khán giả. Nếu thấy thông tin này hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo bạn nhé!